Những cách kết hợp rau ăn lẩu có thể nguy hiểm đến sức khỏe. Có những loại rau củ quả khi ăn lẩu kết hợp sai cách có thể làm món ăn sinh ra chất độc nguy hiểm, có hại cho sức khỏe, bạn cần nên lưu ý. Tránh ăn cà chua, chanh và những loại rau quả giàu vitamin C khi ăn lẩu tôm, cua, sò, nghêu, ốc. Lý do của việc này chính là khi bạn kết hợp hải sản, nhất là tôm với những trái cây, rau ăn giàu vitamin C thì arsen pentavalent có trong hải sản này sẽ chuyển hóa thành arsen trioxid mà dân gian thường gọi là thạch tín, có thể gây ngộ độc thạch tín cấp tính, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi ăn lẩu thịt gà với vịt, bạn tuyệt đối không được ăn kèm rau kinh giới. Lý giải cho kiêng kỵ này, theo đông y, thịt gà thuộc phong mộc về tạng can, còn kinh giới vị cay tính ấm, phá kết khí, ngăn không cho phong khí tụ, hạ ứ huyết. Do vậy khi kết hợp rau lẩu này cùng nhau có thể gây ra chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người, gây ngứa ngáy. Món lẩu gà nên ăn kèm bắp chuối thái dối, rau muống, rau đắng, bông súng, nấm tươi, rau ngải cứu là ngon nhất. Lẩu bò không ăn kèm mùng tơi vì rất dễ bị đau bụng, nhẹ thì bị đầy bụng, khó tiêu, nặng sẽ gây táo bón, rất khó chịu. Khi bạn ăn lẩu thịt dê, tuyệt đối tránh không ăn kèm giấm vì giấm sẽ phá hủy hoặc làm giảm bớt những thành phần dinh dưỡng quý nhất ở thịt dê. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.